Thưa quý vị, nữ giới tuổi Bính Ngọ là người vốn có hiểu biết sâu rộng và luôn biết kính trên, nhường dưới. Nhờ vậy nên cuộc sống gặp rất nhiều điều may mắn. Và trong năm Nhâm Dần, bản mệnh còn có sao Mộc Đức bảo hộ, cho nên cuộc sống sẽ ngày càng thêm mỹ mãn. Vậy thì tử vi sự nghiệp, vận trình, tình cảm cũng như là sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 nữ mạng trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời tất cả quý vị cùng tham khảo nội dung chi tiết ngay sau đây của Phong thủy Gia Cát với sự tư vấn của thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2022 nữ mạng sinh năm 1966, tuổi tính theo âm lịch, năm 7 tuổi. Sao chiếu mệnh Mộc Đức Cát Tinh, mệnh Thiên Hà Thủy, Kim sinh Thủy tốt, địa chi tuổi, tuổi Ngọ gặp năm Dần tam hợp, thiên can tuổi, can Bính gặp can Nhâm không tốt. Nữ giới tuổi Bính Ngọ là người có vốn hiểu biết sâu rộng, luôn biết kính trên nhường dưới, nhờ vậy nên có cuộc sống gặp những điều may mắn. Trong năm Nhâm Dần này, bản mệnh còn có sao Mộc Đức bảo hộ nên cuộc sống càng thêm mỹ mãn. Vậy tử vi, sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị cùng tham khảo nội dung chi tiết. Tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2022 nữ mạng. Nữ mạng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Thiên Hà Thủy, ý chỉ những giọt nước từ trên trời rơi xuống, hay nói cách khác đi là mang đến sự tươi tốt cho vạn vật. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung Cấn, một trong những phi cung của Tây Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Bính Ngọ sinh năm 1966 bước vào tuổi 57 tính cả tuổi Mụ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nữ Bính Ngọ sinh năm 1966 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương sinh với hành thủy của tuổi Bính Ngọ. Dựa vào thiên can, Bính thuộc hỏa, tương xung với Nhâm thuộc thủy, xét theo địa chi, tỵ với Dần nằm trong bộ tam hợp. Từ đó ta có thể kết luận bản mệnh Bính Ngọ sinh năm 1966 trong năm Nhâm Dần sẽ gặp được nhiều may mắn và tốt lành, mọi việc đều viên mãn nhờ có Mộc Đức chiếu mệnh. Dù vậy, nhưng nữ Bính Ngọ vẫn phải ăn uống lành mạnh, tập các động tác phù hợp để cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bính Ngọ cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy hàng đầu chuyên hóa giải hạn thái tuế. Mặt trước của kim bài có in hình quan hành khiển của năm 2022 là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, mặt sau của kim bài là lệnh phù thái tuế. Gia chủ tuổi Bính Ngọ năm nay được cục diện tam hợp với thái tuế, vậy nên cần phải mang theo một kim bài bên mình để tỏ lòng thành kính, nghênh đón thái tuế, hóa giải những vận hạn do sao xấu mang lại. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Bính Ngọ trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nữ tuổi Bính Ngọ trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Trong năm Nhâm Dần 2022, nhờ bản tính siêng năng chăm chỉ thời niên thiếu nên gặt hái được nhiều quả ngọt trong sự nghiệp sau này. Ở độ tuổi này, các quý bà đều đã nhận được lương hưu hàng tháng để chi tiêu trong cuộc sống. Tuy nhiên, bản tính tháo vát luôn thôi thúc quý bà phải lao động tích cực, có thể làm các công việc nhẹ nhàng tại nhà như may vá hoặc trồng trọt nho nhỏ. Các quý bà làm ăn kinh doanh trong năm 2022 này sẽ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp. Nhờ có sao Mộc Đức chiếu mệnh nên thêm phần suôn sẻ, công việc khó khăn sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc dễ dàng tìm ra cách giải quyết. Tuy nhiên, giai đoạn này các quý bà không nên quá đặt nặng về công việc, thay vào đó bản mệnh hãy dành thời gian cho con cháu và bản thân nhiều hơn, chú ý vấn đề sức khỏe của bản thân và tích cực cải thiện chúng. Tình cảm gia đạo. Quý bà Bính Ngọ có tính cách độc lập, tuy vậy nhưng bước vào độ tuổi trung niên vẫn cần nhiều sự chăm sóc từ gia đình. Trong năm Nhâm Dần này, gia đạo của nữ Bính Ngọ tràn đầy viên mãn. Con cháu tuy còn đang phát triển nhưng có mục đích rõ ràng vì đã học hỏi từ quý bà nhiều điều nên đã có kha khá thành tựu trong cuộc sống. Nữ giới Bính Ngọ có phần thiếu kiên nhẫn trong mọi việc nên điều này đôi khi trở thành áp lực đối với chính bản thân và cả những thành viên xung quanh.
nên tiết chế cảm xúc nóng nảy lại và tìm ra giải pháp hữu ích. Trò chuyện với người thân cũng là cách để quý bà giải tỏa cảm xúc và thân thiết hơn với mọi người trong nhà. Tài lộc, năm Nhâm Dần 2022, tài lộc rất vượng. Các khoản tiết kiệm từ thời niên thiếu đã giúp ích rất nhiều cho quý bà sau này. Ngoài ra lương hưu và các khoản thu nhập thêm từ bên ngoài cũng rất ổn định, đủ để cho quý bà chi tiêu và mua sắm thêm những thứ yêu thích. Đây chính là thời điểm nữ tuổi Bính Ngọ nên tận hưởng những gì mình đã gặt hái được. Quý bà có thể mạnh tay chi tiêu cho những thứ mình thích. Ngoài ra, để phúc lộc kéo dài, bản mệnh có thể làm những công việc thiện nguyện như quyên góp để giúp người. Đôi khi san sẻ với người khác những gì mình có cũng được cho là một niềm vui. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Bính Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh tâm, khai sáng trí tuệ, tăng cường tài lộc và sự nghiệp cho người tuổi Bính Ngọ. Sức khỏe. Trong năm Nhâm Dần 2022, dù tuổi tác đã cao, nhưng sức khỏe của bản mệnh nhìn chung rất ổn định. Để duy trì tình trạng này, quý bà có thể thực hành thêm các bài tập mới và ăn nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các triệu chứng đau đầu chóng mặt có thể ảnh hưởng đến tinh thần bản mệnh. Ngoài ra, quý bà nên cẩn thận khi đi đứng vì bản mệnh năm nay sẽ gặp phải hạn tam kheo. Xem sao hạn của tuổi Bính Ngọ nữ bạn trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Bính Ngọ nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, năm Nhâm Dần 2022, quý bà sinh năm 1966, được bảo hộ bởi sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là cát tinh, mang đến may mắn và tài lộc trong công việc và cả đời của bản mệnh. Trong các vấn đề về gia đạo, sao này cũng chính là phúc tinh hóa giải mọi khúc mắc. Trong năm nay, vận mệnh của nữ giới tuổi Bính Ngọ mang nhiều điều tốt đẹp, phần lớn do sao Mộc Đức đem tới. Quý bà nếu có dự định cần làm trong năm nay thì hãy tiến hành ngay. Thêm vào đó, các bạn cũng nên làm các việc thiện nguyện để kéo dài phúc trạch cho gia đạo. Hạn tuổi, nữ giới sinh năm Bính Ngọ sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi hạn sao Tam Kheo trong năm 2022. Sao Tam Kheo gắn liền với những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gặp phải hạn này trong năm quý bà có khả năng gặp các vấn đề về xương khớp. Để cải thiện điều này, bản mệnh nên tập thể dục thể thao giúp cải thiện các mô xương khớp, chạy bộ cũng là một biện pháp hữu ích. Thêm vào đó, nữ Bính Ngọ sẽ hay gặp phải các tai tiếng không đáng có, thường sẽ bị đồn thổi những điều không hay. Vì vậy nên quý bà thường có những căng thẳng âu lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Hóa giải sao hạn. Nữ tuổi Bính Ngọ có thể giảm bớt những điều không may do sao Tam Kheo bằng cách cẩn thận hơn khi đi lại. Quý bà cũng nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp, tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, để phòng ngừa các bệnh tuổi già, bản mệnh nên thăm khám sức khỏe thường xuyên để có thể dự đoán trước các vấn đề bản thân có thể gặp phải. Gặp phải tai tiếng thị phi, những điều không đúng về mình, quý bà hãy nhẫn nhịn cho qua hoặc giải thích một cách khéo léo. Trong việc kinh doanh, quý bà không nên đưa ra quyết định khi bị người khác khiêu khích hoặc trong lúc nóng giận. Nữ giới mạng Bính Ngọ nên tích cực làm việc tốt để giúp đỡ người khó khăn. Ngoài ra, để hóa giải hạn tam kheo, bản mệnh có thể tham khảo thêm cách dâng sao giải hạn. Quý bà có thể thực hiện tại nhà theo hướng dẫn hoặc tới những ngôi chùa chiềng của các thầy sư hoặc sư cô để giải hạn giúp. Nếu quý bà dâng sao giải hạn tại nhà cũng không nên quá xa hoa, lãng phí. Hãy thành tâm cầu nguyện để giải trừ những điều không may. Đồng thời, các bậc thầy phong thủy hàng đầu cũng khuyên gia chủ luôn đeo vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để tránh thất thoát, tài lộc, tăng cường sự nghiệp, hòa hợp gia đạo, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi các mối quan hệ được hòa hợp, công việc ắt sẽ được hanh thông thuận lợi và từ đó tài lộc sẽ ùn ùn kéo về. Luận tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2022 nữ mạng theo tháng âm lịch. Theo tử vi chọn đời, nữ tuổi Bính Ngọ trong năm 2022 này sẽ có nhiều điểm mốc cần chú ý tới trong cuộc sống, cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, nữ giới Bính Ngọ đón nhiều niềm vui trong tháng này, quý bà nên hạn chế đi xa. Tháng 2, công việc ổn thỏa, quý bà hãy sẵn sàng để đón chờ tin vui từ gia đạo. Tháng 3, quý bà nên khám định kỳ sức khỏe và ăn các thực phẩm tốt, tháng này quý bà có thể gặp các triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Tháng 4, tháng này mọi việc đều an yên, bản mệnh hãy dành thời gian cho các cuộc gặp mặt trong gia đình.
Tháng 5, công việc ổn thỏa, tài lộc sẽ đến bất ngờ với nữ giới Bính Ngọ trong tháng 5 này. Tháng 6, gia đình hòa thuận, tuy nhiên quý bà nên tiết chế cảm xúc nếu có tranh cãi xảy ra. Tháng 7, trong tháng này gia đạo bình an, bản mệnh hãy thường xuyên tập thể dục để cải thiện sức khỏe của bản thân và tận hưởng niềm vui cùng với người thân. Tháng 8, quý bà nên hạn chế đi xa trong tháng này. Trong trường hợp cần thiết thì bản mệnh nên chú ý khi đi đường và tuân thủ các biện pháp an toàn. Tháng 9, một người quen đã lâu không gặp hoặc họ hàng ở xa sẽ tìm đến hỏi thăm bản mệnh trong tháng này. Tháng 10, nữ Bính Ngọ, hãy sắp xếp lại công việc nếu có dự định cần làm, quý bà hãy thực hiện sau khi xem xét kỹ lưỡng. Tháng 11, bản mệnh, hãy tận hưởng các khoảnh khắc sum họp gia đình trong tháng này, hãy dành cho con cháu những lời khuyên hữu ích trong công việc. Tháng 12, mọi chuyện đều ổn thỏa, gia đạo bình an, quý bà có thể cùng với người thân sắp xếp lại đồ đạc trong gia đạo để tạo không khí tươi mới. Kết luận, với những thông tin trên, hy vọng rằng quý bà tuổi Bính Ngọ sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, nữ tuổi Bính Ngọ năm nay có thể xem như viên mãn về mọi mặt, đón nhiều tin vui. Ngoài ra bản mệnh cũng hãy chú ý trong vấn đề sức khỏe và nghỉ ngơi hợp lý. Thưa quý vị, với những thông tin trên thì hy vọng rằng các quý bà tuổi Bính Ngọ sẽ có góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống trong năm Nhâm Dần 2022. Tổng thể, nữ tuổi Bính Ngọ năm nay có thể xem như là viên mãn về mọi mặt, đón nhiều tin vui. Và ngoài ra thì bản mệnh cũng chú ý thêm về vấn đề sức khỏe và nghỉ ngơi hợp lý. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.